Nếu đây là các kiểu nữ người Lô Lô đang theo. Đây là theo theo khăn này em. Cái này là đang thi theo cái nét hoa văn của dân tộc Lô Lô, của bản Lô Lô đen. À. Ủa nhưng đây toàn Lô Lô hoa mà. À đây. À, xin chào em, lâu lắm rồi mới gặp. Có lễ hội mới được gặp. À, mấy cô này ở Sùng La phải không? Không, đây mấy cô này ở Sùng La mà. Đây là đang thi theo hoa văn này các bạn ạ. Đây là kiểu những người lô lô. Ở đây. Ồ, giờ này còn có cả vòng đeo em. Chưa có thấy vòng đâu. Nghe em, nhà em Sùng La đúng không? Nhìn biết. Anh có để ý đâu. Anh vào đây hái lê suốt. À, anh vào đây hái lê suốt mà. Anh hay dẫn khách vào chụp ảnh ấy. Đây này, đây là các cái đồ thổ cẩm. Anh sao nhìn em theo có đẹp không? Đâu em? Đây. Đây. Đẹp nhờ. Cái này là đâu anh xem nào, anh xem hoa văn nào. Cái này mang đi thi à? Cái này vừa thêu xong không em? Không, cái này là thêu xong. Thôi được rồi, chị em ra xong ra đấy đi. À, cái này thêu xong rồi này. Cái suốt đâu nhỉ? Rất là đẹp này. Đẹp không? Đẹp nhỉ? Đẹp. Đẹp. Anh cho thấy đẹp lô. Em rất là đẹp. Cô gái Lô Lô rồi nãy em mới thêu. Em mới thêu rồi à? Bây giờ em mới thành cô gái Lô Lô à? Chứ tớ không phải đâu. Trước là cô gái gì? Bán vé đấy à? À, chiếc em này là thuyết minh viên ở trên cột cờ Lũng Cú đấy. Đây là người Lô Lô ở trong hàng Lô Lô chả Lũng Cú. Đây toàn người Lô Lô này các bạn. Đấy, phần thi theo thùa đã xong rồi các bạn. Đấy, rất là nhiều sắc màu đây. Sau vụ này làng Lô Lô nổi tiếng khắp cả nước luôn. Cả thế giới luôn. Ôi mày đấy, mà còn một đôi này chắc là của mình rồi. Xóm lại của mày là tôi xấu nhất. Không ai đi xấu nhất, không ai đi. Đây các bạn ạ, lạc vào một rừng hoa. Lô Lô hoa và Lô Lô đen đây. Nói tiếng có giống nhau không em? Có giống nhau. Anh giống nhau á? Giống từ rộng miền Bắc miền Nam thôi. À. Đấy. Đang ở giữa một rừng hoa đây. Rất là nhiều sắc màu. Rất là nhiều các thiếu nữ mặc trang phục dân tộc này. Đây là ở đây là lễ hội lớn nên là rất là nhiều trang phục khác nhau. Ồ, quả này bao nhiêu cân em? Tầm 5 cân nữa. Gì? Bà lên đây lâu chưa bà? Bà lên hôm qua. Ui dồi ôi, chuyện 5 cân. Bí hay 5 cân nhưng mà nó bí ngô. Nghe, bí này mang về khoét ra làm cái nồi được ấy nhở? Khoét ruột ra ấy, làm cái nồi nấu.
Chúng ta cùng các bạn trong vòng tròn để cùng hoạt động tham gia